thấy là vào những cái giờ cao điểm ấy thì xe ở dưới hai bên làn đường thì rất là đông. Nếu như mà mọi người mà cùng vội băng qua đường mà không đi lên cầu đi bộ thì đôi khi là phanh không kịp thì mọi người sẽ bị dễ va chạm với nhau ạ. Bên cạnh đó thì cũng có thể gây nguy hiểm cho chính người qua đường mà cũng như là gây cản trở cho những người đang tham gia giao thông ạ. Tại vì ở đây là khá là đông xe ạ và đường một chiều nên là cái việc mà băng qua đường mà thay vì đi trên cái lối đi bộ ấy thì sẽ gây nguy hiểm cho thứ nhất là người đi bộ qua đường, thứ hai là những người tham gia giao thông ấy ạ. Nếu phải chọn đi bộ qua đường thì em sẽ đi qua bằng lối đi bộ, bởi vì đi qua đấy thì mình sẽ thứ nhất là bảo đảm an toàn cho bản thân, thứ hai thì sẽ không gây ra phiền phức cho những cái người đi đường ấy, bởi vì tránh kiểu va chạm với nhau ấy ạ.